Ngày 17 tháng 5, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, sau phối hợp siêu thị Tứ Sơn chào bán một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh An Giang cho các nhà phân phối Thái Lan. Trước mắt đã lựa chọn được 6 sản phẩm tiêu biểu thông qua nhà phân phối Thái Lan để điều tiết gồm bột mắm, bánh hạnh nhân tiếng Anh, khô cá lóc, trà kim ngân qua, trà xà đen Thảo An và khô cá trà phồng. Sau sự kiện này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang sẽ tổ chức hội chợ Việt Nam-Thái Lan tại An Giang để giới thiệu các sản phẩm của tỉnh đến thị trường Thái Lan.